hay là cầu Hà Lam à? Cầu này nó bắt sang, bây giờ chạy phát sang Hà Nam. Không chạy về Hà Nam Bình nữa. Thế gọi là cầu gì? Thái Hà. Cầu Thái Hà. À đây con sông. Đấy, đẹp quá. Xe chạy tốc độ cao. Nếu đường dẫn đường mình đi thì phải không? Ngon. Đang dẫn. Dẫn này chạy phát sang Đông Hưng. Xong bắt đầu xuống đường Kinh Lý. Chúng tôi đã tới Thái Bình. Lại quay về nhà Duẩn Phạm. Xin chào Duẩn Phạm. Ở trên con đường Kinh Lý. Rồi anh em lại đến nhà Duẩn Phạm. Hôm nay sẽ có mặt một số cây đi triển lãm về. Một số cây đi triển lãm hôm nay lại có mặt rồi. vâng. Những tác phẩm rất ngọt ngào. Các thành viên thì chạy ngay ra vườn. Chờ của anh đâu? Đang đi tìm những cây hợp lý. rồi. Đấy, đem mấy cây về cái trông khác ngay nhỉ? Ừ, nó bắp vườn ngay. Hôm đó quay là... À, lại bán mấy cây rồi. Đấy, hôm ấy là quay những một số cây đi triển lãm cho nên chưa quay được. Đúng là những cây rất nhỏ nhắn và xinh xắn trong khu vườn của Duẩn Phạm. Bây giờ các bạn lại có điều kiện nắm lại một số cây nhỏ xinh xắn này. Cây xì rất đẹp. Đúng là răng cổ. Nắng cây này mình phát ra triển. Nắng mà tận dụng được thời gian đấy, cưới nhiều. Thừa nắng thiếu gió. Anh ơi, thừa nắng thiếu gió. Con anh trò tốt lắm. Mấy em trò tốt. Ôi giời. Sao đấy thì dùng Úc thì dùng cái gì nhỏ hả? Cái gì nhỏ? Quý lắm. Phần Úc thì trò tốt. Kiểu cho cái kìa như kiểu đóng. Dùng cả phân nước ngoài. Đúng là mấy ông này, xính ngoại. Ure Việt Nam thì không bón. NPK Việt Nam không bón. Đi bón phân nước ngoài. Các phần cây đang tuyệt vời. Hôm nay tôi sẽ quay những cây nhỏ tại vườn Duẩn Phạm. Trước đây chúng ta chưa có ngắm nhìn. Thì vào mỗi nhà chơi chỉ có khoảng 10 phút, 15 phút. Có nghĩa là tương đương với một video. Dần dần chúng ta sẽ được xem nhiều tác phẩm. Rất ngọt ghê. Bê cây đi, quay một ít thôi. À, bạn Dũng đang mua cây ở đây. Và hôm nay quay lại lấy. Cái có bia của anh. Ở đây cơm. Anh để dương. Đúng không? Nước đá. Đúng không? Kêu anh cái. Chính là cây này à? Dạ. Cây này à? À, đúng là bạn này cũng bạn Dũng ngắm những cây đẹp đấy. Xinh đấy. Ừ, quá đẹp à? Đấy. Bạn ấy mua cây đó. Tao đi khắp cả chưa quay được là nó đi rồi. Con chi này của anh thì không thằng nào vừa được cả.
Cục to rồi, đẹp chưa? Cục nhài. Cục nhài to như thế này. Thế mà nhiều bạn kêu là không to. Đường kính hơn chục phân. Cục nhài tuyệt vời. Đúng là những cây nhài mà có thân như thế này thì rất hiếm. Một tác phẩm tuyệt đẹp. Tác phẩm này là tuyệt đẹp rồi, không cần phải thắc mắc gì. Đấy, cây nhài mà lại được to như thế này là rất hiếm. Bên cạnh là một tác phẩm cổ đang được tạo tác làm trên một chiếc châu cổ. Cây này hơi đặc biệt, có lẽ hơi đặc biệt. Một tác phẩm rất lạ. Cây không là giá trị không? Ở trên anh chơi anh em có bảo cây không có giá trị. Tất cả quá là cái này hơn tỷ anh thật không cái này ui mình thấy quá lạ nhưng mà vâng, cũng đắt thế cơ à, cái cổ xin à cũng giá trị thế cơ đấy trước em định bảo bác kể lấy à đừng bảo ông kể lấy cái này thể nào mình đột xuất nhìn nó cây kia bên á cây bên định lấy gì sẽ có lúc và để mình quay lốt cây này vì cây này mình đương thấy đẹp thì mình quay thôi mình thấy lạ thì mình quay thôi chứ mình cũng không biết là giá trị như thế chưa thằng nào qua được cả còn con mai đấy là nhiều thằng ở Hải Dương nó qua rồi nhiều thằng nhảy lên đầu mình rồi tôi nhận nhiều thằng đến đầu mình gần xin con lùn đó đây nó con lùn đấy con lùn tôi xem con lùn đấy. Hóa ra cây này cũng lại là tiền tỷ. Thử quan sát một cây tiền tỷ của anh Duẩn Phạm như thế nào. À, hôm nay chúng ta sẽ được quan sát nó. Anh em đánh giá là cây rất đẹp, cây cổ nguyên bản mà lại chỉ giá cao. Chúng ta xuống gốc. À, như vậy là chúng ta cũng được những gì một tác phẩm tiền tỷ nương tạo tác cây gì đấy bạn danh danh à à si cắt đi để tôi lấy về giáo lý Bình Dũng ô lại lấy à lại lấy thêm cây này ờ ít tiền bác. Cái này ít tiền thì là ít tiền là bao nhiêu cái này thì nó phải có cái nét đẹp của nó. Vâng. Vâng, phải để bàn chơi. Ừ. Cũng được. Cái cây lúc lấy là cây đẹp, cây B rồi đẹp. Nó nhiều tiền hơn ạ. Cây rất nhiều tiền. Vâng. Cây gấp 6 lần. 6 lần cái này. Vâng. 3 chục. Đẹp đấy, con này hướng đấy. Chỉ có 6. Có tiền anh thôi giúp mình bán B thì hôm nay là B trộn chủ nó cái đây đéo đây một tác phẩm mà anh Tài định lấy chúng ta thử xem tác phẩm này có dựa điều gì đặc biệt thì đúng là cũng có một cái dáng ở bên tay phải như là một con lăn đây cây này có thể nói là long phượng được không được ạ như là một con long và con phượng thân nó quằn quại rồi thân nó quằn quại vâng ạ mình làm một tí anh em cười đây sau tí mình uống đúng là một con long phượng đấy là theo tôi nhìn là như tưởng tượng như vậy còn các bạn thì các bạn đây, đầu con long long thang đằng sau là phượng không biết có đúng không chắc là như thế bởi vì thôi cứ theo tưởng tượng mà của người xem à đúng như thế thật quá là đẹp đúng là lối cổ thì không thể trượt theo dáng thế được đúng là long phượng thật
qua đèn. Uống nước anh em ơi. Thế bây giờ kia về bạch lá rồi nhé. Cho bằng tắm mới. Đặt chưa? Nó mua cái này mấy triệu mà nó bán quá lên cây nó. Đúng là lòng phượng. Một cái chơi cũ. Anh nhìn nó vừa thú vừa thụ. Cấp như này vừa thú vừa thụ. Ừ, cái này cũng được rồi. Dân linh nghiệp mới dùng. Ừ, cái này cũng được. Cái này hàng chợ như này là một nhanh rồi. Anh giữ vào anh nên được. Con sư tía đấy. Ừ. Mà xuống trọng mà nhìn thì chắc là chỉ cho lên đường thôi. Đây, một tác phẩm. Tay. Chá, phải bắt tay. Anh em ta biết là mua rồi. Cứ nói mua là mua, không phải gì. Không cần gì. Kiếm cái con này lớn. Này, con này thế nào đúng không? Dạ, con ấy của bác ruột. Mà gấp 6 lần con này đấy. Thật không? 6 lần tiền đấy ạ. Cũng 6 lần tiền. Nghĩa là có 3 tiền lớn. À, 6 lần 30. Lớn nhỉ? 30. Thì dừa đấy, con này mà bờ đến 30 thôi, nó nhỏ. Những tác phẩm đi chơi của Duẩn Phạm chúng ta thử xem một số tác phẩm của Duẩn Phạm đấy, những tác phẩm như thế này quả là tuyệt vời. Con này sẽ riêng cho những nhà giàu. Không lấy đấy bán. Cứ để đồ này. Nước đã giải quyết rồi. Vậy cái này cũng được. Mấy như là một lá mai. Không, đây là xịt tía. Xịt. Này cắt ra mà nó đỏ thì con này em là giàu. Nếu cắt cái này ra mà nó chảy ra mà nó màu đỏ. Da này không đỏ đâu. Để cho ông đi chợ nó vui. Thật em bảo thật với anh, nếu em cắt ra một cái nhựa này mà nó màu đỏ thì em rất giàu. Nếu si mà à, cắt ra mà có màu như máu á. Chú đã giàu rồi thì đấy. Có giàu nào? Em bây giờ sao giàu rồi? Con này nó có chân bệ. Thế là giàu rồi, cái này là giàu à? Nó hai nhà, thật. Mình có nóc nhà. Thật. Thế là giàu rồi. Vườn cây như thế này bao nhiêu tiền? Đơn giản đâu. Ôi nghệ thuật. Nhìn thấy non bộ là các bạn nhìn thấy nhà Duẩn Phạm rồi. Hôm nay chỉ là chương trình quay lại đối với một số cây đi triển lãm mà đợt trước tôi chưa được quay. Như vậy một video ngắn về những điểm như thế này. Anh em vẫn còn có điều kiện quay lại. Chúng ta thoải mái có thể là ngắm nhìn. Xanh cỏ. Họ lại gà nhau rồi, lại mua tiếp rồi. Hai cây rồi, giờ lại còn gà nhau nữa. Tôi thử ra xem. À, nhưng mà thôi để cho họ gà nhau. Cũng phải theo dõi tí cho tính thời sự. Nhà mộ gà nhau cây nào. Gần thì có tiếng nhé. Ví dụ hôm nay mình nói giao lưu tiền là có tiếng không? Không á. Xa quá không có. Hôm nay mà em vừa bảo
không xa quá. À, ừ rồi 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 rồi. Ví dụ giao dịch rồi chưa thì các anh. Ừ rồi. Sẽ bỏ. Em hỏi mà em biết. Bỏ bớt. Nhiều vào như chưa bán. Ừ, mình có điều kiện phải làm. Mình vào mấy trăm nhưng mình rốt rồi đấy. Con này của anh Dương. Một lắm đâu mà ngày nó lên. Tay này thì sau này nó lên cây nó sâu khu này. Sau nó là 5. Sau nó là 5 chứ anh chị ạ, nó không phải là 3 đâu anh chị ạ. Anh chị ạ. À, nó là 5 chứ không phải là 3 đâu. Ừ. Con này sao lại anh không biết anh có cần xử lý ra chứ anh thề. Anh thề. Con này ra sao đâu còn có cần đẩy ra nữa. Con này có đẩy ra đây chứ nữa. Đẩy ra được thì quá cân đẹp. Cũng để nó díu quá càng ngày càng to. Em muốn đẩy ra đây. Con này kiểu nằm nối như... Kéo lại đây một tí, con này kéo được, nó dài kéo được. Khấn phát ra. Thích thì đúng nhỉ. Con này kiểu nằm nối nhiều đầu. Nhiều đầu, dài là kinh nhỉ. Bây giờ thôi chứ một năm tháng khác. Năm theo luôn đi. Năm sau là sẽ khác. Đúng như thế thật. Khá lâu rồi. Chúng ta ngắm lại phong cảnh. Thực kết thúc video tại đây.